Xin chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề bí quyết chi tiêu thông minh cho mùa lễ hội sắp tới. Khi những ngày cuối năm dần đến, ánh đèn rực rỡ trên các con phố và tiếng nhạc vui tươi từ các cửa hàng báo hiệu một mùa lễ hội đang đến gần. Sự phấn khích khi hòa mình trong không khí mua sắm rộn ràng, niềm hạnh phúc trong từng món quà được tặng và sự ấm áp của những bữa tiệc tưng bừng. Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy thực sự làm lòng người háo hức. Thế nhưng, giữa nhịp không khí của mùa lễ hội, đôi khi chúng ta lại quên mất đi sự cân nhắc và tỉnh táo trong việc chi tiêu. Hãy cùng theo dõi những cách dưới đây để thưởng thức trọn vẹn mùa lễ hội mà vẫn giữ cho ví tiền của mình an toàn các bạn nhé. Thứ nhất, tiết kiệm trước chi tiêu. Hãy nhanh chóng bắt tay vào việc khai thác tối đa các tài khoản tiết kiệm sẵn có tại ngân hàng hoặc cân nhắc việc mở chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn. Các sản phẩm này không chỉ giúp bạn quản lý dòng tiền linh hoạt mà còn có khả năng sinh lời trong thời gian ngắn. Đặt chuyển tiền tự động từ tài khoản lương sang tài khoản tiết kiệm sẽ là một giải pháp hiệu quả, đặc biệt nếu bạn chưa quen với việc tiết kiệm định kỳ. Thứ hai, lên kế hoạch chi tiêu cụ thể. Kể cả khi bạn đã có một khoản tiết kiệm nhất định từ 1 đến 2 tháng trước kỳ nghỉ, việc thiếu một kế hoạch chi tiêu cụ thể vẫn có thể khiến bạn tiêu sạch số tiền đó. Để tránh việc chi tiêu quá mức, hãy xác định rõ ràng giới hạn chi tiêu của bạn cho mùa mua sắm cuối năm, xem xét lại các khoản chi tiêu của năm trước để ước tính số tiền cần thiết cho năm nay, bao gồm các khoản như là quà tặng, trang trí, thực phẩm, du lịch và các chi phí khác liên quan đến kỳ nghỉ. Đừng quên liệt kê cả những chi phí nhỏ nhặt. Thứ ba, lập danh sách mua sắm và tuân thủ nó nghiêm ngặt. Sau khi đã lên kế hoạch chi tiêu, hãy lập danh sách các món quà và các hoạt động cần chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Hãy tập trung vào số tiền bạn có thể chi ra thay vì những gì bạn muốn mua. Đừng để bản thân bị cuốn vào các chương trình khuyến mãi cuối năm. Nếu danh sách quá dài, hãy ưu tiên cho những người và những món quà quan trọng nhất, bởi việc lựa chọn kỹ lưỡng sẽ giúp bạn kiểm soát ngân sách hiệu quả. Thứ tư, tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc. Bạn xứng đáng với một phần thưởng tuyệt vời sau một năm làm việc chăm chỉ. Việc tự thưởng cho mình một món quà ý nghĩa sẽ mang lại cảm giác thỏa mãn và giúp bạn cảm thấy vững tâm hơn trước những lời mời gọi hấp dẫn từ các chương trình giảm giá cuối năm. Thứ năm, thực hiện việc mua sắm từ sớm. Chia nhỏ các khoản cần chi và mua sắm từ tháng 10 cho đến đầu tháng 12 là một cách tuyệt vời để tránh căng thẳng, giảm áp lực tài chính và tránh chi tiêu vượt mức trong mùa lễ hội. Nắm bắt cơ hội từ các đợt giảm giá như là Black Friday, siêu sale hàng tháng sẽ giúp bạn tận dụng tốt các ưu đãi. Đừng chần chừ cho đến phút cuối, hãy dành thời gian để so sánh giá cả, tận dụng mã giảm giá, miễn phí vận chuyển hoặc các ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết để có sự lựa chọn tối ưu và tiết kiệm nhất. Thứ 6, sử dụng tiền mặt để kiểm soát chi tiêu. Một cách hiệu quả để quản lý chi tiêu trong mùa lễ hội là sử dụng tiền mặt. Khi bạn đã xác định trong ngân sách, hãy rút số tiền đó ra và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch chi tiêu. Khi số tiền đó hết, có nghĩa là bạn đã hoàn thành việc mua sắm. Đối với mua sắm trực tuyến, hãy sử dụng thẻ trả trước để kiểm soát chi tiêu. Thứ 7, thận trọng khi sử dụng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng là công cụ tài chính tiện lợi nhưng cũng có thể dẫn đến nợ nần nếu không được sử dụng một cách cẩn thận. Việc sử dụng thẻ tín dụng có thể làm mất đi ý thức trách nhiệm tài chính và chịu những khoản lãi cao ảnh hưởng đến tài chính. Nếu thực sự chưa cần thiết, chúng ta hãy hạn chế vay mượn tương lai, dùng tiền để vào đầu tư nhằm xây dựng cuộc sống thịnh vượng và an nhàn sau này. Thứ 8. Tặng những món quà thủ công. Trong thế giới ngày càng hiện đại thì những món quà thủ công do chính bạn làm sẽ trở nên vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Ngoài việc tiết kiệm cho bạn một khoản, chúng còn phản ánh tình cảm, sự tận tâm, nỗ lực bạn bỏ ra và mang lại sự trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ cho người nhận. Với những gợi ý trên, hy vọng rằng bạn đã sẵn sàng đón mùa lễ hội cuối năm mà không lo lắng về vấn đề tài chính. Đây chính là dịp để chúng ta thực sự thực hành sự thông minh và tỉnh táo trong quản lý tài chính. Hãy nhớ rằng niềm vui và hạnh phúc không nằm ở giá trị của quà tặng hay sự hoành tráng của bữa tiệc, mà ở tình cảm và sự ấm áp mà chúng ta chia sẻ cùng nhau. Với những bí quyết chi tiêu thông minh này, bạn không chỉ giữ được ví tiền an toàn mà còn có thể tận hưởng trọn vẹn một mùa lễ hội ý nghĩa và đầy ắp kỷ niệm. Chúc bạn có một mùa lễ hội an lành, ấm áp và tràn ngập niềm vui.